Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh youtube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc, ông Patrick Ryder thông báo Mỹ sẽ triển khai một hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối THAAD và binh sĩ vận hành tới Israel nhằm tăng năng lực ứng phó tên lửa cho đồng minh. Theo đó, khoảng 100 binh sĩ Mỹ đang được triển khai đến Israel để vận hành hệ thống phòng thủ tên lửa nói trên, ông Patrick Ryder tuyên bố đây là một phần trong các điều chỉnh của quân đội Mỹ những tháng gần đây, đồng thời nói thêm rằng điều này sẽ hỗ trợ Israel và bảo vệ lực lượng Mỹ khỏi các cuộc tấn công của Iran hay những nhóm vũ trang được Tehran hậu thuẫn trong khu vực, đồng thời giúp tăng cường khả năng phòng không của Israel sau các cuộc tấn công chưa từng có của Iran vào Israel. Tổng thống Mỹ Joe Biden sau đó cũng khẳng định động thái này nhằm bảo vệ Israel giữa lúc quốc gia đồng minh đang cân nhắc đòn trả đũa sau khi bị Iran tấn công tên lửa hồi đầu tháng. Quân đội Mỹ hiếm khi điều động binh sĩ tới Israel trừ trường hợp diễn tập. Washington những tháng gần đây đã giúp Tel Aviv phòng thủ và đánh chặn tên lửa của Tehran, nhưng lực lượng Mỹ luôn đóng quân ngoài lãnh thổ Israel. Tướng Ryder xác nhận đây không phải lần đầu tiên Mỹ triển khai hệ thống thả đến Trung Đông và hệ thống này đã được triển khai đến Israel vào năm 2019 để tập trận. Tuy nhiên, Việc triển khai thêm binh sĩ Mỹ đến Israel là động thái đáng chú ý trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Israel và Iran và Trung Đông đang chuẩn bị chứng kiến một cuộc tấn công tiềm tàng của Israel vào Iran sau nhiều tháng gia tăng căng thẳng. Quân đội Mỹ đã tăng đáng kể sự hiện diện ở Trung Đông kể từ tháng 10 năm ngoái khi Hamas tấn công Israel. Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi đã gửi thông điệp mạnh mẽ tới Mỹ và Israel, cảnh báo Tehran sẽ không lùi bước trong nỗ lực phòng thủ ông arachi cho biết iran sẵn sàng thực hiện bất kỳ biện pháp nào để bảo vệ công dân và lợi ích của nước này ông tuyên bố rằng mỹ tiếp tục tăng viện trợ quân sự cho israel hiện nay họ sẵn sàng đánh cược mạng sống của binh sĩ bằng cách đưa họ đến israel để vận hành các hệ thống tên lửa chúng tôi đã làm mọi cách có thể để ngăn chặn một cuộc xung đột toàn diện trong khu vực nhưng chúng tôi không có làn danh đỏ khi nói đến việc bảo vệ người dân của mình Thát là thành phần quan trọng trong lá chắn tên lửa đa tầng của quân đội Mỹ, một hệ thống hoàn chỉnh gồm đài điều khiển, radar AN, TPI-2, các thiết bị kỹ thuật và 6 bệ phóng với tổng cộng 48 đạn sẵn sàng khai hỏa, thường cần khoảng 100 binh sĩ vận hành. Tuy nhiên, hiện Mỹ vẫn chưa thông báo thời gian triển khai lá chắn thá tới Israel. Bình luận về vấn đề trên, Ngoại trưởng Iran Abbas Arachi đã cảnh cáo Washington đang đẩy quân đội Mỹ vào nguy hiểm khi triển khai họ tới Israel. Theo chuyên gia Ricardo Ancaro, điều phối viên nghiên cứu tại Viện các vấn đề quốc tế Italia, IAI, trong bối cảnh xung đột Israel-Hamas chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đặc biệt là sự căng thẳng giao tranh giữa Israel và Hezbollah ở Liban, câu hỏi về vai trò và trách nhiệm của các nước phương Tây trong cuộc khủng hoảng này trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Phương Tây, đặc biệt là Mỹ và Liên minh châu Âu, EU, dường như chỉ là những bên quan sát thụ động trong một sự kiện kéo dài hàng thập kỷ mà họ phải chịu trách nhiệm lớn trong việc hình thành và tiếp diễn. Israel luôn khẳng định quyền tự vệ trước những đối thủ mà họ coi là mối đe dọa nghiêm trọng, bao gồm Hamas ở Palestine, Hezbollah ở Liban và Iran. Đây chắc chắn là những đối thủ không độ trời chung, nhưng cũng cần lưu ý rằng trong suốt nhiều thập kỷ, Israel đã không ngừng kích thích chủ nghĩa cực đoan của các đối thủ, gạt ra ngoài lề những tiếng nói ôn hòa và thực dụng. Thực tế, các nước phương Tây đã không dựng lên bất kỳ rào cản nào để ngăn chặn tình trạng này. Các đảng chính trị ở Israel, đặc biệt là đảng Likud, đã đóng vai trò quan trọng trong việc phản đối những nỗ lực xây dựng một nhà nước Palestine. Hamas, một lực lượng kháng chiến mà trước đây không được ủng hộ, giờ đây đã nổi lên như một biểu tượng của cuộc đấu tranh. Tuy nhiên, sự nổi lên này là mất đi tính hợp pháp của chính quyền Palestine. Điều này đã khiến nhiều chính phủ phương Tây nhìn nhận người Palestine như những kẻ cực đoan, tạo điều kiện cho Israel viện dẫn quyền tự vệ. Trước tình hình đó, Israel đã gần như kiểm soát hoàn toàn giải Gaza, không chỉ về mặt quân sự mà còn về nguồn cung cấp nước, điện và lương thực phương Tây, đặc biệt là Mỹ và châu Âu, phần lớn chấp nhận câu chuyện của Israel rằng họ chỉ tự vệ. Nhờ ảnh hưởng to lớn của nhóm vận động hành lang ủng hộ Israel, không một chính trị gia Hoa Kỳ nào có thể không tuyên bố ủng hộ hoàn toàn và vô điều kiện cho Israel nếu họ hy vọng theo đuổi sự nghiệp chính trị nổi bật. Nếu không, họ sẽ phải chịu sự cáo buộc là những người bài do Thái. Hầu hết các quốc gia EU đã tuân theo một cách không chút do dự. Tuy nhiên, sự hỗ trợ này đã dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Các chính phủ phương Tây đã không chỉ chấp nhận mà còn biện minh cho các hoạt động mở rộng của Israel và các vùng lãnh thổ của người Palestine, dẫn đến tình trạng bạo lực gia tăng và sự mất ổn định trong khu vực. Sự bất lực của phương Tây trong việc can thiệp và tìm kiếm giải pháp hòa bình cho xung đột Israel Palestine không chỉ thể hiện qua những hành động cụ thể mà còn nằm trong cách mà họ đối xử với các vấn đề nhân đạo. Các chính phủ phương Tây dường như chỉ quan tâm đến việc ngăn chặn sự gia tăng căng thẳng mà không giải quyết tận gốc các vấn đề đã gây ra cuộc xung đột này dù mỹ và eu đã xác định rằng mục tiêu chính của họ là ngừng bắn ở gaza giải thoát các con tin và ngăn chặn sự leo thang trong khu vực họ cũng từ lâu đã ủng hộ việc thành lập một nhà nước palestine và tuyên bố rằng các hoạt động định cư của israel là trở ngại cho hòa bình nhưng israel không chỉ phớt lờ lời kêu gọi của họ mà còn làm suy yếu chúng có thể nói gốc rễ của sự bất lực này nằm ở việc phương tây đã chấp nhận câu chuyện đơn giản về quyền tự vệ của israel mà không nhìn nhận đúng đắn về thực trạng của người palestine Do đó, phương Tây giờ đây chỉ có thể hy vọng rằng Hezbollah và Iran sẽ kiềm chế bản thân nhiều hơn Israel để tránh rủi ro, ít nhất là đối với Mỹ, bị lôi kéo vào một cuộc chiến mà họ không mong muốn. Liên Hợp Quốc đã đưa ra cảnh báo về nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột khu vực thảm khốc khi Israel phải đối mặt với các cuộc tấn công từ cả hai phía, Hezbollah ở Liban và Hamas ở giải Gaza. Thông qua lực lượng gìn giữ hòa bình của tổ chức này tại Liban, UNIFIL, liên hợp quốc bày tỏ lo ngại về nguy cơ căng thẳng của cuộc xung đột người phát ngôn của unifin andrea tenenti lưu ý cuộc xung đột hiện tại có thể sớm biến thành một cuộc xung đột khu vực với hậu quả thảm khốc cho tất cả các bên liên quan ông tenenti nhấn mạnh rằng không có giải pháp quân sự nào có thể giải quyết cuộc xung đột này và kêu gọi các bên cần nỗ lực hướng tới hòa bình tình hình trở nên nghiêm trọng hơn khi israel liên tục tiến hành các cuộc không kích vào cả hai mặt trận này trong khi các phong trào thân Iran đã đẩy mạnh các cuộc tấn công bằng tên lửa vào miền Bắc Israel, đặc biệt là khu vực xung quanh thành phố Haifa. Cuộc xung đột đang diễn ra trong bối cảnh các hoạt động quân sự quy mô lớn của Israel nhằm vào các mục tiêu của cả Hamas và Hezbollah bắt đầu từ cuối tháng 9 và kéo dài sang tháng 10. Trong khi đó Hezbollah đã liên tục bắn tên lửa và pháo kích vào miền Bắc Israel, khiến căng thẳng giữa hai bên càng gia tăng. Các cuộc không kích của Israel mới đây đã gây ra những thiệt hại nặng nề về nhân mạng ở Liban và Gaza. Các cơ quan quốc tế như UNRWA, Cơ quan Liên Hợp Quốc về Cứu trợ Người Tị nạn Palestine đã lên tiếng về thảm cảnh của hàng trăm nghìn người dân bị mắc kẹt trong các khu vực bị bao vây bởi quân đội Israel, đặc biệt là xung quanh khu vực Jabalia. Mặc dù Israel đã cảnh báo sơ tán dân cư tại một số khu vực, nhiều người vẫn không thể rời khỏi do tình trạng giao tranh ác liệt và thiếu phương tiện di chuyển liên quan đến lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Năm binh sĩ của UNIFIL đã bị thương trong các cuộc giao tranh ở miền nam Liban. Một số quốc gia bao gồm Pháp và Ireland đã cáo buộc Israel cố ý nhắm vào lực lượng gìn giữ hòa bình, gây tổn thất nghiêm trọng cho các cơ sở đồn trú của họ. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức. Mặc dù đã có nhiều nỗ lực đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Liban, cho đến nay tất cả đều thất bại. Chính quyền Liban đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ban hành một nghị quyết mới kêu gọi ngừng bắn hoàn toàn và ngay lập tức. Tuy nhiên, nhiều quốc gia như Jordani đã lên tiếng đòi hỏi các biện pháp mạnh mẽ hơn, bao gồm áp dụng chương 7 của Liên hợp quốc để buộc Israel phải tuân thủ luật pháp quốc tế. Trong bối cảnh gia tăng căng thẳng, Iran vẫn tiếp tục thể hiện sự ủng hộ đối với Hezbollah. Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đã đến thăm hiện trường một cuộc không kích của Israel tại miền nam Liban đánh dấu sự đoàn kết của Tehran đối với phong trào này. Vừa qua, Mỹ và Pháp đã yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức trong 21 ngày để ngăn chặn cuộc tấn công của Israel vào Liban. Nỗ lực này đã bị gián đoạn khi Israel ám sát lãnh đạo Hezbollah là ông Hassan Nasrallah mở cuộc tấn công trên bộ ở miền nam Liban ngày 1 tháng 10 và các cuộc không kích của Israel đã xóa sổ phần lớn bàn lãnh đạo của nhóm này. Hiện nay, các quan chức Mỹ đã ngừng đưa ra yêu cầu ngừng bắn, cho rằng tình hình đã thay đổi Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller nói trong cuộc họp báo mới đây rằng chúng tôi ủng hộ Israel thực hiện các cuộc tấn công trên bộ này để làm suy yếu cơ sở hạ tầng của Hezbollah, từ đó cuối cùng chúng ta có thể đạt được giải pháp ngoại giao. Thay đổi này phản ánh các mục tiêu mâu thuẫn của Mỹ vừa muốn kiềm chế cuộc xung đột ngày càng lan rộng ở Trung Đông, vừa muốn làm suy yếu đáng kể Hezbollah. Cách tiếp cận mới này vừa thực tế vừa mạo hiểm. Mỹ và Israel sẽ có lợi nếu loại bỏ được Hezbollah, lực lượng gây ra mối nguy hiểm cho biên giới phía bắc của Israel. Tuy nhiên, nếu Mỹ khuyến khích kế hoạch quân sự ngày càng mở rộng của Israel, thì có nguy cơ dẫn đến cuộc xung đột không thể kiểm soát. Ông John Alterman, cựu quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, cho rằng Mỹ muốn Hezbollah suy yếu, nhưng cũng phải cân nhắc rủi ro tạo ra một khoảng trống ở Liban hoặc kích động một cuộc chiến tranh khu vực. Ông bình luận, nếu không thể thay đổi cách tiếp cận của Israel, có lẽ nên cố gắng điều chỉnh theo hướng có lợi khi các cuộc đàm phán ngừng bắn gián tiếp giữa Israel và Hamas trong nhiều tháng không mang lại kết quả. Vào tháng 9, Israel đã bắt đầu tăng cường ném bom Hezbollah và giáng những đòn mạnh vào nhóm này, bao gồm việc kích nổ từ xa các máy nhắn tin và bộ đàm của Hezbollah, khiến hàng nghìn thành viên của nhóm bị thương. Theo các nguồn tin châu Âu quen thuộc với vấn đề này, hiện không có cuộc đàm phán ngừng bắn đáng kể nào đang diễn ra và Israel có thể tiếp tục chiến dịch ở Liban trong nhiều tuần nếu không muốn nói là nhiều tháng nữa. Đối với Mỹ, chiến dịch của Israel có thể mang lại ít nhất hai lợi ích. Thứ nhất, làm suy yếu Hezbollah, nhóm tay súng mạnh nhất thân Iran, từ đó hạn chế ảnh hưởng của Tehran trong khu vực và giảm mối đe dọa đối với Israel và các lực lượng Mỹ. Ngoài ra, Mỹ cũng cho rằng áp lực quân sự có thể buộc Hezbollah phải hạ vũ khí, mở đường cho cuộc bầu cử chính phủ mới ở Liban, mà chính phủ này sẽ loại bỏ phong trào Hezbollah vốn đã là một thế lực đáng kể ở Liban trong nhiều thập kỷ tuy nhiên ông jonathan lock tại trung tâm an ninh mỹ mới nhận định điều này sẽ khó đạt được ông nói một mặt nhiều người dân liban cảm thấy bất mãn trước hiện diện của hezbollah ở liban nhưng nếu thay đổi liban sẽ phải trải qua chiến dịch rất bạo lực